Ok, chào bạn Thương nhé. Thì không biết là gọi bạn Thương hay là gọi bạn là Trang, bởi vì thấy vậy thấy tên Zalo là Thương. Nhưng mà trong mail thì là Thanh Trang, thì chắc là gọi tên trong Zalo là Thương, Thanh Thương ha. Rồi, chào bạn Thương nhé, mình thấy bài của bạn rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu số bài rồi nha. Rồi, nhưng mà mới nhìn vô sơ sơ là thấy cái này là ép sai đó. Rồi, chúng ta sửa tên dưới nha. Câu số 1. Thì cái cách số bài của mình sẽ như sau. Đâu mình sẽ mình nếu mà những câu đúng thì mình sẽ đọc lướt qua, ấy là con câu đọc đúng thì mình sẽ đọc đọc lướt qua. Còn ví dụ như có cái chữ nào mình rà, cái chữ nào mình chưa ổn với trong câu thì mình sẽ dừng ở đó và mình chỉ cho các bạn ha. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Ok, ổn. Câu hai. À đây cái này nè, đối với bài viết, đối với cái bài viết trong câu 2, người ta hỏi là bạn đã làm gì ngày hôm nay, có nghĩa là hôm nay bạn đã làm gì rồi đó. Và chi tiết hóa ra thì sau khi mà bạn thức dậy và trước khi bạn đi ngủ thì tất cả các động từ ở trong câu 2 này đều bạn đều phải chia cho mình thì quá khứ đơn, bởi vì tất cả những hoạt động này khi mà bạn đã kể lại, kể lại là như là mình đã làm rồi đúng không, thì những cái gì mà đã làm rồi ở trong quá khứ, rồi thì chúng ta phải chia ở từ quá khứ đơn ha. Mặc dù nó hỏi ủa hôm nay bạn làm gì, thì hôm nay tôi thức dậy tôi đi ngủ, thì khi mà bạn đã kể hết được những cái hoạt động này có nghĩa là bạn đã hoàn thành hết những cái hoạt động này rồi, sau đó bạn mới kể lại đúng không. Vậy thì tất cả những cái hoạt động đó chúng ta sẽ phải chia ở quá khứ đơn, vì vậy nên chắc chắn cái nguyên phần hai này là bạn sẽ phải viết lại rồi đó. Thì mình sẽ sửa kỹ cho bạn nha. Rồi đầu tiên I wake up thì bạn chuyển cho mình động từ wake này chuyển thành động từ quá khứ đơn là woke, woke nha. Rồi xong tiếp tục do cho chuyển thành chữ did, did. Ok, personal hygiene, check lại cho mình cái chữ spelling hygiene của mình, nhưng hình như nó chưa đúng đó. Đây cái chữ hygiene của mình nó mới đúng như từ kiểu này như vậy nhé. Personal hygiene chỗ này. Này, HYGENNE. Nha. Còn bạn thì đang lại viết cái chữ hygiene nó bị sai nè, check cho mình lại spelling chữ này. Tiếp theo cook ở này bạn thêm ed giúp mình bởi vì đã quá khứ đơn rồi. Nó có hai loại quá khứ đơn thì động từ có hai loại, đó là động từ hợp quy tắc và bất quy tắc. Hợp quy tắc giống như cái bạn này cook thì chúng ta thêm ed. Tuy nhiên bất quy tắc là chữ wake chuyển thành chữ work, do chuyển thành did, và chữ it này cũng vậy là ate, ate chuyển thành chữ ate. Ok, sau đó tôi nói buổi trưa là cũng thêm đi giúp mình, cook thêm đi luôn. Rồi study này cũng là động từ hợp quy tắc, tuy nhiên trước khi thêm ed bạn chuyển y dài chữ why này thành chữ i và thêm đi giúp mình. Rồi tôi và tất cả mọi người ăn trưa cùng với nhau. À, tại khi mà mình nói tất cả mọi người, khi mà mình nói tất cả mọi người là đã bao gồm bạn, bao gồm chữ ai ở chữ tôi trong đó rồi, cho nên lúc này nếu mà bạn muốn là nói ở tôi và những đứa con ăn học học sau đó là ăn cơm cùng với nhau đúng không, thì đơn giản là mà bạn nói là everyone thôi, chứ không cần dùng ai nữa, bởi vì cái everyone nó đã có cái chữ ai rồi. Còn nếu như mà đúng, và một cái nữa khi mà viết tiếng Anh á, cái văn phong lịch sự thì mình sẽ luôn luôn cái chủ ngữ là tôi mình sẽ luôn luôn để sau cùng đó, ý là bởi vì cái thứ mình sẽ ưu tiên cho khi mà mình nói thì mình viết không được. Ví dụ như thay vì mình nói hôm nay tôi đi với, khi mà mình giới thiệu cũng vậy, thì luôn luôn mình sẽ chịu khó, mình sẽ ngồi ở phía sau cùng, mình sẽ nhường cái vị trí đứng trước, giới thiệu trước cho người ở phía trước á, thì nó là một dạng khiêm tốn khiêm nhường, thì nó là một dạng lịch sự ở trong văn viết văn nói cũng vậy luôn. Thì đối với những cái này thì thay vì là để cho người ai đặt trước, mình sẽ thấy lịch sự một xíu, mình hãy khiêm nhường một xíu, mình chuyển cái ai rằng gần xa, mình chuyển cái chủ ngữ những người khác lên trước. Ok, rồi nhưng mà trong trường hợp này everyone là tất cả mọi người thì đã bao gồm tôi nó trỏng rồi, cho nên chỗ này nó bị dư ha. Thì mình sẽ bỏ lại, sẽ bỏ ai và and giúp mình chữ everyone này, được chưa? Và cái chữ have này cũng chuyển thành quá khứ đơn là chữ had giúp mình luôn. Rồi cái chữ help này là thêm đây để là động từ hợp quy tắc. Rồi những đứa trẻ thì
Trice, không phải Trice and S, không phải là những đứa trẻ, mà ở đây mình ghi ra cho bạn luôn nha. À, một đứa trẻ, a child. Nhưng mà nhiều đứa trẻ, chữ trans không phải trong S mà sẽ là chuyển thành từ children. Ha. Đây là danh từ số nhiều, nhưng mà danh từ số nhiều dạng bất quy tắc. Đó giờ danh từ số nhiều của mình là hợp quy tắc, ví dụ như một quả chuối, a banana. Nhiều quả chuối, bananas. Đây, chẳng hạn vậy. Có nghĩa là mình bỏ and đi và mình thêm S. Tuy nhiên, có một vài danh từ nó gọi là danh từ số nhiều như là nói bất quy tắc giống như cái chữ này. Mình không có bỏ là mình thêm s thì đi try được, mà nó sẽ chuyển thành cái chữ children nhé. Cách đọc cũng khác luôn, cái này là a child, đọc là I, nhưng mà cái này họ đọc là children mà sẽ đọc là children. Ok, tôi giúp những đứa trẻ tắm. I help the children. Và chúng ta có cấu trúc help someone to do something, giúp đỡ ai đó làm gì, thì giúp đỡ ai đó là help someone to do something, giúp đỡ ai đó làm việc gì. Thì cái câu này chúng ta sẽ viết lại là I help, nhưng mà nhớ help thêm đây giúp mình, I help the children to, I help, help to do something. À, mình viết lại cho bạn, I help children to learn to bat, đi tắm, yeah, to go to bed and sleep, ok, giúp những cái trẻ đi ngủ. Bọn những trẻ đi ngủ mà bạn có phải giúp nữa hả? Chứ còn bạn chỉ còn nói đi ngủ thì bọn chúng sẽ tự đi ngủ mà. Mình đâu có thể là mình giúp cho mình đi ngủ, mình đâu thể nào giúp bọn chúng nhắm mắt được đúng không? Đâu thể nào giúp bọn chúng nhắm mắt được, thì đừng có mà tiếng Việt của mình cũng nói dùng là tôi giúp những đứa trẻ đi ngủ mà mình cũng đâu nói gì đâu. Thì mình bạn chỉ cần cắt 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 một cái câu cho mình thôi. I have a children to go to bed. Thường thường á là bạn mình chưa, bây giờ mình chưa nghe là giúp đi ngủ hết trơn á, nên là chỗ này chắc là sẽ bỏ cho mình cái sleep ha. Rồi, hoặc là nếu như bạn có ý ý tiếng Việt của bạn là gì, bạn muốn bổ sung cái này thì bạn có thể thông báo mình qua bên email cũng được ha. Nhưng mà chúng ta chỉ có là giúp những đứa trẻ đi tắm thôi, nghĩa là giúp bọn chúng cởi đồ, xối nước rồi gội xà bông rồi xả xà bông rồi lau rồi mặc quần áo thôi, chứ giúp đi ngủ thì giúp như thế nào? Đấy chưa? Rồi tiếp tục cái tiếp theo này cũng bị sao nè, trong khi mà những đứa trẻ ngủ tôi may đồ đúng không? Rồi trong khi mà những đứa trẻ ngủ tôi may đồ, chỉ đây nó lại thuộc về một cái thì khác nữa nha. Rồi. While the children, đây số nhiều, were, những đứa trẻ đang ngủ sleeping thì tôi may đồ. Vậy đây mình vẫn nói lại ha, the số nhiều không phải là the child stems mà sẽ là the children. Okay, tôi may quần áo, mình coi cái động từ may vá. Center shows thêm đi, ok. Tại đó giờ mình chưa, mình lâu quá mình không có sử dụng cái chữ này, cho nên cái chỗ này ha. Chỗ này chắc mình cho mình chép cái câu này lại nè. Đây. While the children were sleeping, I the baby close. Rồi ok, câu này đủ, câu đủ đủ là câu ở dưới nha Thương ha. Rồi. Rồi, cái số này tôi cái này không dùng chữ nguyên luôn ha. I cook, bỏ we giúp mình và cái chữ cook thêm ở đây nha. Rồi tiếp tục.
I and everyone cũng vậy luôn. Everyone này cũng vậy luôn. Mình có thể nói là then I am, ví dụ như my family, nếu như là bọn trẻ là tất là gia đình của bạn, hoặc là chỉ có thêm thành viên khác hay sao đó nữa. Ví dụ như then my family đó. My family cũng được, chúng ta đừng, tại vì ở trên đó là I and everyone, ở dưới mà cũng sử dụng I and everyone nữa thì nó sẽ bị trùng, nó không hay. Nên chỗ này bạn có thể thay đổi là bằng my family cũng được, then my family, chữ have này chỉ thành chữ khác giúp mình ha, quá khứ, được chưa? Rồi rồi chỗ này cũng bỏ will luôn, watch Tammy day giúp mình, rồi bỏ will luôn, start Tammy day, you started. And mấy giờ PM? And go to bed. I go to bed. And when, chữ go với hành chữ when nha. When to bed, chữ này nó thấy một cái giới từ to nữa nè thưa ha. Go, chữ thấy hành chữ when, WENT. Nói chung những cái động từ này đều phải chuyển về dạng quá khứ đơn hết. Và chưa? Và chỗ này when phải là when to bed, chứ có when bed, ok. Tiếp theo, câu số 3. Chà, câu ba của bạn bị lỗi mất rồi, mình không nhìn được tại ở đây á nó không có cái chế độ quay với bạn à. Nói chung ở trong cái này nó không có cái chế độ quay cái hình lại, nên là bạn phải gửi lại cho mình cái hình này rồi nha, mình đọc không được. Rồi mình đọc không được thì mình không thể sửa được rồi. Rồi cái này là gì đây? Rồi bạn hiểu. Rồi hiểu, bạn bạn bị hiểu nhầm câu 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 số 4 rồi. Như thế này ha, thương ơi, mình giải thích lại luôn ha. Là bài viết này thì bạn sẽ đối với day 4 ngày 4 thì bạn sẽ phải trả lời 4 câu hỏi. Trả lời 4 câu hỏi là câu hỏi thứ nhất mà mình sửa cho rồi đó. Câu hỏi thứ hai là cũng mới sửa xong, và câu hỏi thứ ba thì là do bạn gửi lộn cái format nha, nên là mình không có thể thấy được câu hỏi số 3 nên không sửa cho bạn được. Và cái câu hỏi thứ tư là gì? Câu hỏi thứ tư, cái chủ đề của bạn là chủ đề về business, có nghĩa là cái trong cái câu hỏi thứ tư này bạn phải viết một cái đoạn essay nhỏ về cái chủ đề business. Mà đương nhiên đã viết một bài văn thì chúng ta sẽ không có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì hết trơn nha, mà chúng ta sẽ gom thành một bài văn, là một đoạn văn giống như là cái đoạn số 2 mà bạn này viết. Nhưng mà thay vì viết về cái chủ đề, thay vì trả lời cho câu hỏi số 2, thì trong câu hỏi số 4 bạn phải viết về chủ đề business, ok. Nhưng mà nhớ là nó một, còn đây là những cái câu hỏi, những câu hỏi này là những câu hỏi gì, những câu hỏi này là những câu hỏi mà tài liệu ấy nó gợi ý cho bạn, nó chỉ gợi ý thôi, nó tạo ra cho bạn những cái ý tưởng, và từ những ý tưởng này bạn triển khai ra về cái việc kinh doanh của mình. Còn giả dụ như nha, mình nói luôn, nếu như mà mình nếu như thật sự có nhiều người đó giờ người ta không có kinh doanh thì không sao cả, hãy thử tưởng tượng bạn kinh doanh cái gì, như thế nào, dựa trên những cái câu hỏi này rồi mình có thể phát triển nó ra, bởi vì đây chỉ là những cái câu hỏi cơ bản nhất thôi. Còn ví dụ như về chủ đề kinh doanh, ví dụ như mình cũng sẽ kể là mình kinh doanh cái gì, mình kinh doanh như thế nào, mình kinh doanh ở đâu, hàng hóa mình lấy từ đâu, rồi khách hàng mình ở đâu mà có, rồi mình bán trên những cái kênh phương tiện nào, rồi mình gặp những cái khó khăn nào, và mình đã vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào, rồi mình đã cảm thấy công việc đó như thế nào, mình thích hay không thích công việc kinh doanh của mình, và cái định hướng tương lai của mình là gì, đúng không? Chứ và tất cả nó sẽ biến thành một đoạn văn, chứ không thể nào là câu trả lời, không thể nào là trả lời những cái câu hỏi như thế này bạn ha. Rồi nói chung là bị sai về cái format mất rồi, được chưa? Thì bây giờ trước mắt mình chỉ sửa được câu 1 và câu 2 thôi. Thì bây giờ bạn bạn tạm thời bạn sửa trước cho mình câu 1, câu 2. Sau đó câu 3, câu 4 bạn gửi, câu 3 bạn phải gửi lại cho mình đúng cái định dạng của câu 3 nha. Định dạng hình đó, hồi nãy bạn thấy đó, hình nó bị quay rồi. Ở trong này thì nó không có cái thanh công cụ để giúp quay hình lại, nên là mình không thể nào quay lại được để mình xem. Là câu 3 mình không sửa được. Còn câu 4 bạn phải viết nguyên một đoạn văn chứ không thể trả lời được như vậy bạn ha. Rồi, không sao hết, cố gắng lên. Lần đầu tiên mà ai cũng sẽ có những cái chưa 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 nắm rõ về mặt kỹ thuật thôi, cái này về technical problem thôi. Ok rồi, cố gắng lên tiếng hát rồi, cảm ơn bạn, chào bạn.